ở trong đấy còn mấy cái khác xem. Một thôi anh ơi. Bây giờ trong công suất của cái khác nào? Anh gọi lên PC hơn, thằng Quý Ngọc với cái khác của nó còn đầy vít không? Đầy vít và nó đổi khác không? Cái đó là như không có sạc, bây giờ kêu Cường thì ông nhiều lấy, kêu ông kêu xong biết lấy. Phải em bỏ đây. Coi như cái thảm này vào đó chuyển qua cho phòng ngồi với anh em. Không có anh ơi, em một cái thôi. Được đây anh em.